Tại sao câu hỏi quả trứng hay con gà có trước lại gây tranh cãi? Vòng tròn luẩn quẩn. Nếu quả trứng có trước thì con gà đầu tiên sẽ nở ra từ đâu? Ngược lại, nếu con gà có trước thì quả trứng đầu tiên lại từ đâu mà có? Và mới đây, trong một nghiên cứu về sinh vật đơn bào cổ đại cho thấy các công cụ di truyền để tạo ra trứng có thể đã có trước khi động vật xuất hiện. Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Geneva, Thụy Sĩ thực hiện, tập trung vào việc xác định các nguồn gốc tiến hóa của phôi, quá trình phát triển, trong đó một trứng đơn bào đã thụ tinh, hợp tử, biến thành một phôi thai được tạo từ nhiều tế bào. Bước đầu tiên trong quá trình trên gọi là sự phân cắt, nơi hợp tử phải trải qua sự phân chia tế bào nhưng không phát triển. Giai đoạn này, cùng với các yếu tố quan trọng khác trong quá trình phôi thai, là những đặc điểm được bảo tồn tốt trong suốt quá trình tiến hóa của động vật. Dù vậy, các nhà khoa học hiểu biết rất ít về sự hình thành phôi thai. Sự sống trên trái đất bắt đầu từ đơn bào. Vậy làm thế nào sự sống ấy tiến hóa từ một tế bào đơn lẻ thành một sinh vật đa bào? Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu một họ hàng xa vừa mới phát hiện của động vật là Chromosphera perkinsi, một sinh vật đơn bào đã tách ra khỏi con đường tiến hóa thành động vật cách đây hơn 1 tỷ năm. Nhóm cũng tìm hiểu sâu hơn về các loại gen được biểu hiện và các phân tử sinh học được tạo ra trong giai đoạn này. Một lần nữa, họ tìm thấy sự tương đồng với quá trình hình thành phôi động vật, trong đó có một điểm tương đồng với quá trình hình thành trứng của động vật. Điều này ngụ ý rằng trứng dưới dạng cấu trúc sinh học đã có mặt trước khi loài gà tiến hóa. Và dựa trên những phát hiện mới đó, các nhà khoa học đưa ra kết luận quả trứng với một hình thức nào đó có thể đã tồn tại trước con gà. Điều này có nghĩa là quá trình hình thành vỏ trứng và cơ chế sinh sản bằng trứng đã xuất hiện trước khi loài gà tiến hóa. Tóm lại, câu hỏi quả trứng hay con gà có trước đã được các nhà khoa học tiếp cận từ một góc độ hoàn toàn mới dựa trên những bằng chứng khoa học. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, nhưng những phát hiện mới này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa và sự đa dạng của sự sống trên trái đất. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!